Dạo này trời có hay mưa mưa, là một nồi lẩu cá măng chua thì đúng bài ha mấy bà. Ở trong clip thì tôi sử dụng cá bóp, còn mấy bà có cá gì thì mình xài cá đó thôi. Do cũng lần đầu nấu món này cho nên tôi nêm nếm từ từ vô. Lúc xào thơm cà chua với lại sả thì tôi có xào chung với xíu nước mắm với lại đường. Xào thơm vậy trước cho nó dậy vị đã, xong rồi mấy bà mới cho nước sôi vô. Trong clip hình như tôi cho khoảng tầm 4 lít nước thì phải á. Tiếp tới là tôi cho nước cốt me vào, nhớ rây qua để lọc bớt cái cặn me nha. Nước sôi thì mấy bà bắt đầu nêm nếm thôi, thấy thiếu cái gì thì mấy bà cho thêm cái đó vào. À quên, nhớ cho măng chua vào rồi hẳn nêm nếm nha. Để cho nó đầy đủ mùi vị thì mình nêm nếm nó cũng dễ hơn á. Bọt nổi lên thì nhớ hớt nó ra nha mấy bà. Lúc này là tôi dặn thêm miếng muối vô nữa tại vì thấy nó chưa có được đậm đà ấy. Nói chung là tôi sẽ để công thức ở cuối màn hình, nhưng mà mấy bà nhớ cũng phải gia giảm lại sẽ cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mấy bà nữa nha. Gọi là lẩu vậy thôi chứ tôi thấy mấy bà nấu canh kiểu này cũng được ấy. Em vì múc ra cái nồi nhỏ này rồi mình mới cho cá vào thì mấy bà cho trực tiếp cá vào lúc nước sôi trong cái nồi to thì nó thành nồi canh thôi. Đặc biệt là phải có ngò gai, ngò ôm với ớt, với lại đừng có quên.